mà mẹ ơi,
cõi này theo nguyện quan bài nguyện cầu mẹ mau siêu thoát sớm về nơi cõi Tây Phương. Mẹ ơi con cháu còn đây gia đình mình còn đó, sao mẹ nỡ ra đi đi mãi muôn đời. Mẹ mẹ đi rồi có trước đường xa, kể từ đây đi đều dân về. Dạ, kính thưa gia đình, kính thưa các cấp chính quyền địa phương Sơ Tài, kính thưa bà cố các bác xa gần thân bằng Nguyễn Thuộc. Hôm nay đây, con mời tất cả các anh trai chị gái, dâu rể nội ngoại trong gia đình, xin trước khi ảnh mẹ con có đôi lời cảm tạ. Các cô chú ơi, có nỗi đau nào khi trong gia đình các cháu mất đi một người bà? Mấy anh mấy chị ơi, mình phải mất đi một người mẹ, một người mẹ đã tinh tế một đời vì chồng vì con. Người mẹ anh là chị ơi, mấy anh tâm thân kể từ đấy có bao giờ nghe được giọng cười tiếng nói của mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã thức khuya dậy sớm để lo lắng cho đàn con thơ ấu. Mẹ còn khổ gian lao nuôi các con khôn lớn, những vợ gã chồng ai ai cũng yên về giá tất. Thì hôm nay các con thành nhân chi mỹ thì mẹ đã bỏ đi rồi mẹ. Kính thưa quý bà cô bác, mấy ngày qua được sự quan tâm giúp đỡ của bà cô bác, chẳng ngại đường xa xa xôi đến đây thăm thưa mẹ con những nén hương thơm và cầu nguyện hương hồn mẹ con được sớm siêu sanh tịnh độ. Hôm nay đến chứng linh của tổ mẫu thân và nguyện chúng con xin chân thành cảm ơn cơ sở mái tán tám quan cùng tất cả anh em trong ban nhạc lễ may mắn quá từ sự tận tình giúp đỡ của cơ sở mái tán tám quan đã đến đây tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho gia đình con, nên buổi tang lễ của mẹ con thêm phần tráng yên và lóng lóng trọng. Và giờ đây anh chị em con thành tâm có ba lại này, xin cha tình thương có ba mùa.